Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể sáng nay tại nhà Quốc hội. Đây là kỳ họp thường niên cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong triển khai các kế hoạch 5 năm và nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Qua 11 lần tổ chức, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã thu hút đông đảo đối tượng dự thi, phát hiện nhân rộng nhiều giải pháp khoa học có tính sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Xã Hùng Tín, huyện Kim Sơn tập trung nhiều giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, đúng 9 giờ sáng nay 23 tháng 10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong triển khai các kế hoạch 5 năm 2021-2025 và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Cùng dự có đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật. Quốc hội cũng xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023 và xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét các báo cáo công tác tư pháp, báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư. Đồng thời, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Quốc hội xem xét quyết định việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết 53 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, xem xét báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Xem xét kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023. Đặc biệt, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kỳ họp thứ 6 có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành. Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, văn phòng Quốc hội và các cơ quan tổ chức cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 6. Qua 11 lần tổ chức, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình đã thu hút đông đảo đối tượng dự thi, từ đó phát hiện nhân rộng nhiều giải pháp khoa học có tính mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực. Đồ gá quay ứng dụng cắt ống thép trên máy cắt plasma là thiết bị do nhóm tác giả Trường Cao đẳng nghề Lila Ma 1 nghiên cứu và ứng dụng thành công, hiện đang phục vụ có hiệu quả trong công tác đào tạo tại trường. Thiết bị này có cấu tạo và cơ chế hoạt động khá đơn giản. Điểm sáng tạo là cắt được ống có các đường kính, biên dạng khác nhau. Giải pháp này được đánh giá cao bởi tính ứng dụng thực tiễn, hiệu quả kinh tế cũng như giáo dục. Cái năng suất lao động cắt rất là cao. Thứ hai là khối lượng rất là nhiều. Mạch cắt phẳng đẹp mà cắt được cả biên dạng thẳng, biên dạng xiên. Đấy là cái ưu điểm của thiết bị này. Chính vì như vậy, ngoài cái ứng dụng cho nhà trường
hiện nay công tác đào tạo thì chúng tôi cũng đã có một số cái đơn hàng của các cái doanh nghiệp, tức là doanh nghiệp các cái doanh nghiệp cơ khí nhỏ ấy, các công đặt hàng. Còn đây là giải pháp sử dụng phương pháp sốc lạnh kích thích sinh sản trong sản xuất giống sò huyết tại huyện Kim Sơn của nhóm tác giả Chi cục Thủy sản Ninh Bình nghiên cứu. Trước đây, các cơ sở sản xuất giống trong vùng thường thực hiện biện pháp sốc nhiệt, phơi nắng. Với phương pháp này, tỷ lệ đẻ thấp, lượng sò huyết bố mẹ chết cao, sản lượng sò huyết giống thu được không cao. Giải pháp mới đã khắc phục được những nhược điểm đó, đem lại hiệu quả và sự chủ động cao trong sản xuất giống sò huyết tại địa phương, cũng như phục vụ một số tỉnh lân cận. Sau nhiều đợt sản xuất và theo dõi thì chúng tôi đã thấy là cái lượng sò huyết bố mẹ bị chết sau cái kích thích chỉ có 5%, và cái tỷ lệ đẻ của sò huyết bố mẹ sau kích thích là lên đến 60-70%. Và cái ngoài ra thì đối với cái phương pháp cũ thì cái lượng cái ấu trùng của cái sò huyết nó yếu do cái thời gian phơi nắng nó kéo dài. Còn đối với cái phương pháp này thì chỉ cần 30 phút kích thích sinh sản và thì sò huyết bố mẹ có thể sinh sản luôn, nên ấu trùng khỏe mạnh, phát triển nhanh và tỷ lệ ấu trùng lên giống cao. Hội đồng ban giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ 11 năm 2021-2023 đã chọn ra 30 công trình giải pháp khoa học thuộc 6 lĩnh vực để trao giải lần này. Đây đều là những công trình giải pháp đã được đánh giá có tính mới, sáng tạo và đã ứng dụng có hiệu quả tại đơn vị. Thế hàng năm thì doanh nghiệp cũng tham gia một số cái chương trình cải tạo, chế tạo và sáng kiến để cải tiến kỹ thuật một số các loại máy để đưa vào sử dụng tại công ty đạt hiệu quả rất cao. Hàng năm thì doanh nghiệp cũng tham gia các cái chương trình, những hội thi của tỉnh để đóng góp một phần những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công ty Xuân Quyền. Về các cái đơn vị mà tham gia có những cái thành tích cao trong hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thì vẫn tập trung nhiều vào các cái khối doanh nghiệp, các công ty. Và ngoài ra thì có một số đơn vị sự nghiệp như đơn vị ngành y tế. Ngoài ra các cái trường dạy nghề thì cũng mạnh dạn áp dụng nhiều các cái tiến bộ kỹ thuật. Về giáo dục cũng là một trong những cái ngành mà cũng có nhiều cái tiến bộ trong việc nghiên cứu khoa học. Về chất lượng các cái công trình giải pháp đạt giải thì cũng có sự tiến bộ hơn, khởi sắc hơn. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 11 có 57 công trình giải pháp, nhiều hơn hội thi lần trước 17 giải pháp. Kết quả đó cho thấy sức lan tỏa và thu hút mạnh mẽ của sân chơi trí tuệ này, từ đó thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, tích cực ứng dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xác định công nghiệp là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, huyện Gia Viễn luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ, giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, giúp các doanh nghiệp yên tâm, vững vàng phát triển. Chính vì vậy, sau gần 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, sản xuất công nghiệp của huyện vẫn duy trì đà tăng trưởng. Gia Viễn hiện có một khu công nghiệp gián khẩu và 3 cụm công nghiệp Gia Vân, Gia Phú, Gia Lập, với 56 doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng 12 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất ngoài các khu cụm công nghiệp tăng nhanh về số lượng và hoạt động hiệu quả với 1.880 cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng 201 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ. Trước những khó khăn thách thức của nền kinh tế cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, huyện đã tích cực vào cuộc giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển. Ủy ban huyện đã thành lập các cái đoàn nắm tình hình. Cái thứ hai nữa là thăm hỏi động viên kịp thời đối với các cái doanh nghiệp trong các cái khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Hàng tháng định kỳ đã tổ chức cái hội nghị gặp gỡ đối với các cái doanh nghiệp trên địa bàn để qua đó nắm bắt được những cái tâm tư, những cái kiến nghị đề nghị và kịp thời để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong cái thẩm quyền của mình thì tập trung để giải quyết những cái vấn đề mà không vượt quá thẩm quyền, thì chúng tôi có những cái văn bản để kiến nghị với các cái sở ban ngành cấp trên phối hợp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong cái bối cảnh mà phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Gia Viễn đã tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng nền hành chính, phục vụ, đồng hành với doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các cấp các ngành trong huyện nêu cao hơn nữa tinh thần sẵn sàng chia sẻ, giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp với phương châm rõ vai, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Từ đó giải quyết kịp thời các vấn đề còn vướng mắc, tạo niềm tin cho doanh nghiệp với chính quyền, xây dựng môi trường thuận lợi, ổn định để Gia Viễn tiếp tục trở thành mảnh đất hứa cho các nhà đầu tư tiềm năng. Chúng tôi rất hài lòng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt các sở ban ngành, rồi đến Ủy ban dân tỉnh Ninh Bình, Ủy ban huyện Gia Viễn. Khi các nhà đầu tư về được hướng dẫn các thủ tục pháp lý và trong thời gian để thực hiện các thủ tục pháp lý thì chúng ta giải quyết một cách rất là linh hoạt và chính xác, nên là được nhà đầu tư rất yên tâm. Với những giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện đã duy trì, ổn định và có bước phát triển. Năm 2020, giá trị đạt gần 36.500 tỷ đồng. Năm 2021 đạt hơn 41.400 tỷ đồng. Năm 2022 đạt trên 42.500 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất phát triển chính là cơ sở, điều kiện tiên quyết để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Những năm gần đây, thì khi mà phát triển khu công nghiệp, thì xã Gia Tân là với nhân khẩu là 9.860 nhân khẩu, thì trong đó là trong độ tuổi lao động là có 6.000, trong đó khu công nghiệp nằm trong khu công nghiệp thì là khoảng 4.000, đến nay thì nó chiếm khoảng độ 67% cái lực lượng làm trong khu công nghiệp. Thì hàng tháng thì cái thu nhập rất là ổn định, lương bình quân khoảng 7 triệu đồng một người. Trong thời gian tới, Gia Viễn sẽ tiếp tục đồng hành, chủ động theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền, động viên các doanh nghiệp tích cực đổi mới, cải tiến công nghệ, mẫu mã, qua đó tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, sản xuất công nghiệp theo hướng xanh, thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm hướng tới sự phát triển nhanh, bền vững. Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thời gian qua, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn đã tập trung nhiều giải pháp thực hiện tiêu chí này. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, Hùng Tiến tiếp tục huy động các nguồn lực duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặt ra mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Với tiêu chí thu nhập bình quân phải đạt từ 64 triệu đồng một người một năm trở lên, xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có để xây dựng các mô hình kinh tế mới, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ thực hiện. Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xã tạo điều kiện quan tâm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đang tạo việc làm cho trên 1.000 lao động trong xã với thu nhập trung bình từ 5 triệu đồng một người một tháng trở lên. Để đảm bảo cho tất cả các chị em công nhân ở xưởng may có thu nhập và ổn định và tạo điều kiện cho tất cả các chị em làm bán thời gian thì bọn em đã cố gắng và hết sức để duy trì hoạt động nguồn hàng để sản xuất và đưa vào hoạt động cho ổn định. Bên cạnh đó, các đoàn thể đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Chính quyền xã tuyên truyền người dân tận dụng lợi thế để phát triển đa dạng ngành nghề, nhất là nghề truyền thống. Kế thừa cái nghề truyền thống của gia đình, sản xuất cái hàng tiêu dùng như hiện nay. So với lại một số các ngành nghề khác thì phải bươn chải bên ngoài, đi làm ăn xa. Tuy nhiên là nếu mà phát triển được cái ngành nghề này ở địa phương thì cũng là một cái tốt cho bản thân, cũng như là ví dụ như các thanh niên ở địa phương mà muốn phát triển cái ngành nghề này thì cũng gọi là có cái công ăn việc làm. Hiện tại toàn xã có trên 100 mô hình kinh tế mang lại lợi nhuận từ 50 đến 70 triệu đồng một năm. Cùng với đó là 4 làng nghề truyền thống, 3 doanh nghiệp chuyên sản xuất cói xuất khẩu. Đảng ủy ngay từ đầu năm, nghị quyết của Đảng ủy đã ra và phân công cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phát triển nông thôn mới của xã phụ trách đối với các tiêu chí cũng như là phụ trách đối với các xóm
để làm sao trong cái quá trình tổ chức thực hiện mọi mặt để làm sao trong năm 2024 xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với những giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập được triển khai đồng bộ, Hùng Tiến kỳ vọng sẽ sớm đạt mục tiêu đề ra, trở thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2024. Khắc ghi lời dạy của Bác, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Ngành giáo dục Ninh Bình đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là thi đua hai tốt, nhằm tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần giảng dạy học tập thực chất. Qua đó không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn. Với phương châm thầy dạy tốt, cho học giỏi, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong thành phố Ninh Bình luôn quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trên tinh thần đó, mỗi thầy cô giáo luôn tích cực sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, khởi dậy niềm đam mê, hứng thú trong học tập cho các em. Trong công tác giảng dạy, người giáo viên, thứ nhất là phải làm cho các em yêu thích môn học. Và từ yêu thích thì các con sẽ có những cái đam mê, sẽ có những tìm tòi sáng tạo. Và ở thời điểm này thì không những là thầy cô mà các con cũng có rất là nhiều nguồn học tập. Do đó là giáo viên bên cạnh cái việc giảng dạy thì sẽ định hướng cho học sinh tìm tòi thêm các nguồn học tập trên mạng. Từ đấy thì các con đã phát huy được cái khả năng tự học. Và từ cái khả năng tự học đấy thì cái kết quả chất lượng giáo dục và đặc biệt là cái phát triển năng khiếu của con sẽ được tốt hơn. Phong trào thi đua dạy tốt học tốt đã được các nhà trường triển khai thực hiện gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đại trà, phát hiện bồi dưỡng học sinh năng khiếu và tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm ngoại khóa. Trên cơ sở đó, các giải pháp trọng tâm về đổi mới công tác quản lý, kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới khâu soạn giảng, phương pháp giảng dạy được chú trọng thực hiện thường xuyên nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, giúp học sinh nắm chắc những kiến thức trọng tâm, tự hình thành cho mình phương pháp học tập hiệu quả và tích lũy kiến thức. Trong học tập thì em đã luôn cố gắng mỗi ngày và trước mỗi buổi học thì em sẽ luôn nhắc nhở bản thân mình phải ôn lại bài tập và đồng thời trong giờ học thì phải nghe giảng để có thể vừa tích lũy kiến thức cho bản thân vừa có thể nâng cao sự tập trung trong giờ học ạ. Ở nhà thì em luôn dành ra một số thời gian nhất định để có thể tự ôn lại những kiến thức và đồng thời để trau dồi thêm những kiến thức trên mạng. Em cũng có một thói quen đó là đọc sách để có thể nâng cao thêm kiến thức cho bản thân và đó là một phần giúp em có thể đạt được được điểm số cao trong những kỳ thi ạ. Hiệu quả của phong trào thi đua dạy tốt học tốt đã góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn của tỉnh. Nhiều học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi, kỳ thi, hội thi cấp quốc gia. Đặc biệt, nhiều năm liền Ninh Bình nằm trong top đầu toàn quốc về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là nền tảng, động lực để ngành giáo dục tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt và gặt hái thêm nhiều thành công mới. Đối với nhà trường thì ngoài cái việc mà quan tâm đến cái kế hoạch của các cái bộ phận chuyên môn thì còn quan tâm đến cái đội ngũ của bồi dưỡng học sinh giỏi. Ví dụ như là giảm tải tiết học cho các thầy cô dạy đội tuyển. Cái thứ hai nữa là tạo điều kiện để các thầy cô có thể dự các cái buổi chuyên đề hoặc trao đổi kinh nghiệm chuyên môn của sở hoặc là phòng đưa ra. Và thứ nữa là phải cập nhật được các cái thông tin, cái lượng kiến thức cho nó phù hợp với lại các cái kỳ thi học sinh giỏi. Thi đua dạy tốt, học tốt theo lời Bác dạy đã trở thành việc làm thường xuyên, thực chất trong các nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đồng thời thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tự hào là thành viên của hệ thống Bảo Việt Nhân Thọ, sau 23 năm thành lập, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình đã không ngừng phát triển trong hành trình mang những giải pháp tài chính ưu việt và văn minh bảo vệ cuộc sống. Với định hướng đẩy mạnh phát triển nền tảng kinh doanh, mở rộng mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ thuận tiện nhất nhu cầu của khách hàng, ngày 22 tháng 10, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình đã chính thức khai trương văn phòng khu vực huyện Kim Sơn tại số 86 phố Kiến Thái, thị trấn Phát Diệm và văn phòng khu vực huyện Yên Mô tại số 125 Phạm Thật Duật, thị trấn Yên Thịnh.
Hiện nay, công ty đã bảo vệ và hoạch định cho gần 45.000 lượt khách hàng chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đáo hạn lên đến hàng trăm tỷ đồng, góp phần đem lại cuộc sống bình an và thịnh vượng cho nhiều gia đình. Với việc khai trương hai văn phòng của Bảo Việt Nhân Thọ Kim Sơn cũng như văn phòng Bảo Việt Nhân Thọ Yên Mô thực sự là có ý nghĩa rất lớn đối với Bảo Việt Nhân Thọ. Đó là cái công tác mà phục vụ khách hàng thì Bảo Việt Nhân Thọ đã phục vụ tận đến huyện. Thì đây là cái phương châm của lãnh đạo của tổng ty cũng như công ty Bảo Việt Nhân Thọ Anh Bình nhằm đáp ứng được cái nhu cầu tham gia của khách hàng tới Bảo Việt Nhân Thọ và làm cái văn phòng để cho tập thể cán bộ tư vấn tài chính ở các khu vực có nơi sinh hoạt và chăm sóc khách hàng được càng ngày càng chu đáo hơn. Việc khai trương thêm hai văn phòng khu vực mới là đòn bẩy giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng thị phần và củng cố vị thế của công ty, góp phần đưa Bảo hiểm Nhân Thọ giải pháp tài chính, bảo vệ sức khỏe, ý nghĩa và nhân văn đến gần hơn với người dân tại huyện Kim Sơn và Yên Hồ. Rất là tự hào và hạnh phúc khi mà mình có một cái văn phòng mà khang trang, được sự quan tâm từ tổng công ty đến công ty và các cái ban ngành ở trong huyện cũng như khu vực mà mình đang làm việc. Đó là một cái điều kiện để chúng tôi đến gần với lại khách hàng hơn và mình chăm sóc khách hàng được chu đáo hơn. Cùng với các công ty trong hệ thống, Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình hoạt động và dịch vụ, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng để phục vụ khách hàng cả trên môi trường trực tuyến và trực tiếp một cách bài bản tối ưu trải nghiệm của khách hàng, đồng thời tiếp tục triển khai những sản phẩm ngày càng ưu việt và các chương trình cộng đồng ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy tài chính, an tâm sống khỏe của người dân, chung tay xây dựng xã hội khỏe thể chất, sáng tinh thần, bình an và hạnh phúc. Trách nhiệm của một người tư vấn viên thì mình phải tư vấn cho khách hàng kỹ, đầy, đủ, đúng. Và mình sẽ đặt cái quyền lợi của khách hàng lên bên trên quyền lợi của mình và đưa lại làm sao cái quyền lợi ích cho người khách hàng của mình là tốt nhất. Trong 27 năm qua, Bảo Việt Nhân Thọ đã hoạch định và bảo vệ cho hơn 17,7 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đáo hạn cho khách hàng với tổng giá trị lên đến hơn 62.000 tỷ đồng, hơn 50 sản phẩm bảo hiểm đa dạng. Với những đóng góp giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, Bảo Việt Nhân Thọ vinh dự đạt thương hiệu truyền cảm hứng năm 2023. Thương hiệu quốc gia Việt Nam, doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân Thọ đổi mới vượt bậc Việt Nam 2022. Liên tiếp trong 7 năm dẫn đầu top 10 công ty Bảo hiểm Nhân Thọ uy tín Việt Nam. 8 tháng đầu năm 2023, Bảo Việt Nhân Thọ đang dẫn đầu về thị phần và doanh thu phí bảo hiểm, khẳng định sức mạnh và uy tín của thương hiệu Việt. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển mạng lưới, Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình cũng là đơn vị luôn tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp khai trương văn phòng khu vực mới, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình đã trao tặng 30 suất học bổng trị giá gần 55 triệu đồng trong chương trình Thắp sáng tài năng trẻ cho các em học sinh nghèo vượt khó tại địa bàn huyện Kim Sơn và Yên Mô. Khích lệ thêm tinh thần học tập, phấn đấu vươn lên của các em học sinh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chiều nay, Ban tổ chức địa phương giải cầu lông quốc tế FELET Việt Nam International Series 2023 tại Ninh Bình đã họp để triển khai kế hoạch tổ chức giải. Giải cầu lông quốc tế FELET Việt Nam International Series nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Festival Ninh Bình năm 2023, đồng thời là cơ hội để quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh về kinh tế xã hội và các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa của Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế. Thông qua giải, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao nói chung và phong trào cầu lông của tỉnh nói riêng ngày càng phát triển. FELET Việt Nam International Series 2023 là giải quốc tế cấp độ 2 của Liên đoàn Cầu lông Thế giới, thu hút khoảng 300 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để giải đấu được tổ chức thành công, an toàn, chu đáo, để lại ấn tượng trong lòng công chúng, tỉnh Ninh Bình đã thành lập ban tổ chức địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan, xây dựng chi tiết kế hoạch tổ chức, đón tiếp các đoàn tuyển, xây dựng chương trình thi đấu, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, luyện tập, an ninh an toàn trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trước, trong và sau giải đấu nhằm thu hút sự quan tâm theo dõi của nhân dân và bạn bè quốc tế. Giải sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình.